Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip cùng với lại 500 viên kẹo mút mà tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Đấy. Tôi sẽ làm một chiếc kẹo mút khổng lồ. Nó phải to bằng cái mâm như này này. Đấy. Chiếc kẹo mút nó sẽ to bằng cái mâm như này. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái mâm để làm khuôn. Bây giờ thì ở đây có rất là nhiều kẹo mút. Đấy. Tôi sẽ bóc tất cả những kẹo mút này ra, sau đó thì là sẽ đun cho nó chảy ra và đổ nó vào đây để tạo thành một viên kẹo mút khổng lồ đấy. Ok, rồi. Tự một mình tôi chế tạo một viên kẹo mút khổng lồ. Ở đây có cô em tôi, nó sẽ hỗ trợ tôi bóc những cái viên kẹo mút ra, vì 500 viên này bóc rất là lâu. Bóc kẹo mút cho trong đây, xong rồi xuống kia luôn, để tạo thành một chiếc kẹo mút khổng lồ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều kẹo mút luôn. Cái này có mà mút đến Tết không hết được. 500 viên mà, các bạn hiểu nhiều như nào. Bạn nào không tin ở đây đủ 500 viên nhé, các bạn là stop video lại, xong rồi là đếm từng viên một để có thể xác nhận là đây đủ 500 viên rồi. Bây giờ thì là không linh tinh liên duyên nữa, tôi với thằng quen tôi sẽ bóc những viên kẹo mút này ra, sau đó là sẽ đem xuống kia chế biến và tạo thành một viên kẹo mút khổng lồ đấy, to nhất thế giới luôn. Không biết là trên thế giới có viên kẹo mút nào to chưa, nhưng mà tôi nghĩ là cái viên này to vãi chưởng. Tôi chỉ nhìn thấy cái viên kẹo mút nó to bằng bàn tay này, còn to như cái mâm này thì chưa nhìn thấy bao giờ cả. Em nhìn thấy bao giờ chưa? Tông cái mâm mà nhìn thấy viên kẹo mút nó to mà cái mâm gì chưa? Em thấy trong mơ. Trong mơ à? Ừ đấy, chắc là con này nó thích ăn kẹo mút nên nó mới mơ về kẹo mút các bạn. Thường là những cái kiểu mà thích cái gì là đêm hay mơ. Giống như tôi kiểu hay chơi game mà đêm tôi toàn mơ bắn nhau đậu xanh. Đấy, bây giờ bóc một viên này, mãi bóc xong. Không biết là bao giờ mới bóc được hết 500 viên này. Thấy không? Nó khó quá. Bóc xong chắc chảy máu tay chết. Kẹo mút rất là thơm các bạn. Ok, sau hơn 1 tiếng ngồi bóc kẹo thì là bây giờ chúng tôi đã bóc được hơn 500 viên kẹo đây. Và ở đây các bạn thấy này, rất là nhiều vỏ kẹo luôn. Bóc đau hết cả tay, tay đỏ hết đây này. Đấy, thực sự là rất là vất vả luôn để bóc được 500 cái viên kẹo mút như này. 500 viên kẹo mút. Ok, trước khi mà cầm tất cả 500 viên kẹo mút ở đây cho nó với sóng thì là các bạn thấy là cái viên kẹo mút này này, nó vẫn có cái que như ở đây. Bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái chày với là một cái cối để giã nát những cái viên kẹo mút này ra. Sau đó cho trong nó với sóng thì nó sẽ chảy ra và sẽ đúc thành khuôn được. Chứ còn nếu mà để nguyên cái này thì mút này chắc là dính hết vào mồm quá. Ok, thôi bây giờ tôi sẽ cho đây để tôi giã. Đấy, đập một phát nát luôn. Ok, đây là rất là nhiều cái viên kẹo mút mà tôi đã giã ra trong cái chày. Đó, các bạn thấy không? Giã ra như này. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đổ số kẹo mút này sang cái bát này để có thể giã tiếp. Ở đây các bạn thấy là còn rất là nhiều kẹo mút chưa giã xong. Mới giã được là 2 bát thôi. Ok, bây giờ cứ để thằng của em tôi nó ngồi đây nó giã. Tôi sẽ cầm cái bát ô tô mà chứa đầy viên kẹo mút ở trong đây và cầm xuống dưới lò vi sóng ở dưới nhà để cho nó tan chảy ra, sau đó sẽ đúc khuôn. Ok, rồi cứ giã em nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ cho cái bát ô tô kẹo mút này vào trong cái lò vi sóng. Rồi, cho nó vào đây. Đó. Để đến 5 phút đi. Rồi, nhiệm vụ của tôi bây giờ là đợi cho nó chảy hết ra, sau đó sẽ cho nó vào cái khuôn. Đó, cái khuôn này, để tí nữa đổ kẹo mút tan chảy vào đây thì nó sẽ đóng thành khuôn một cái kẹo mút hình tròn to như cái mâm như này. Đấy, tiếp theo thì là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đũa. Kẹo mút thì bao giờ cũng phải có que đúng không các bạn? Phải có cái đũa này làm cái que để có thể cầm được chiếc kẹo mút đó lên. Đó, ok, bây giờ cứ để đây. Ok, sau hơn 30 phút chờ đợi thì là bây giờ cái lò vi sóng nó đã tắt và tôi sẽ mở cái lò vi sóng này ra xem là những cái viên kẹo mút bên trong nó đã tan chảy chưa. Ok, giờ thì sẽ mở cái lò vi sóng ra. Rồi. Các bạn thấy là bên trong này, đó, tan chảy ở đây rồi. Nhưng mà nó bị bắn tung tóe ra trong cái lò vi sóng rồi. Nó rất là bẩn. Nhưng mà không sao, bây giờ sẽ lấy ra kia để đổ khuôn. Cẩn thận nha em. Cẩn thận nóng. Ok. Rồi, bây giờ sẽ đem ra đây đổ khuôn. Ok, kết thúc cái mẻ đầu tiên chỉ được một tí thôi. Đấy, hình như là được tầm hơn 100 viên. Bây giờ sẽ tiếp tục cái mẻ thứ hai. Ở đây các bạn thấy là một cái bát này. Đây, đó. Rất là nhiều luôn. Bây giờ sẽ cho cái mẻ này vào. Rồi, các bạn thấy không?
lại tiếp tục bị trào ra. Chắc là sau cái clip này nhà tôi phải thay cái lò vi sóng mới quá, đậu xanh hỏng hết lò vi sóng rồi. À, nó trào hết ra ngoài các bạn. Ok thôi kệ đi, bây giờ tôi sẽ cầm ra ngoài để đủ. NC. Kẹo mút. Không sao, có nhiều màu sắc này cho nó đẹp các bạn. Ui nhiều vãi, chảy hết ra ngoài rồi. Ok, sau hơn 2 tiếng đồng hồ chế biến thì là bây giờ tôi đã chế biến xong chiếc kẹo mút khổng lồ. Đấy, bây giờ nó đang nằm đây rồi. Tôi phải bê nó ở dưới kia lên trên phòng điều hòa để cho ở trên này nó lạnh, nó mát thì là nó đỡ bị chảy ra, chứ còn nếu mà để dưới kia nóng quá nó sẽ bị chảy nước ra. Nên là bây giờ tôi sẽ phải cầm lên trên đây và để đây khoảng tầm 2-3 tiếng nữa để cho nó khô hẳn cũng như là nó cứng hẳn, và tôi sẽ tách nó ra khỏi cái mâm này. Không biết là có tách được hay không, nhưng mà tí nữa sẽ cố gắng tách nó ra khỏi cái mâm để có thể cầm được cái chiếc kẹo mút khổng lồ lên trên tay. Ok, bây giờ thì là ngồi đây chờ đợi. Ok, tôi đã đợi được khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ có lẽ là nó đã cứng ra rồi và nó lại ngắt rồi. Đấy, cầm đây được luôn này. Rồi, bây giờ tôi sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để tôi bẩy nó lên, chứ bây giờ mà nếu mà mạnh tay quá nó sẽ bị vỡ. Ôi, các bạn nghe gì không? À, nghe kinh dị mãi. Hình như là lên được tí rồi các bạn ơi. Ui, vỡ rồi các bạn ơi. Chết cha rồi, vỡ rồi, tôi phải úp xuống. Muốn nó hết hơi chế biến từ chiều đến giờ, giờ vỡ bố nó ra rồi. Thề luôn đấy, đây là một chiếc kẹo mút mà to bách cả trường luôn, nếu mà nó không vỡ thật sự luôn. Mà bây giờ là nó vỡ bố ra như thế này rồi, không biết làm sao bây giờ, chả nhẽ giờ lại xuống đun lại để chế tạo lại cái chiếc kẹo mút này. Này vẫn cầm được trên tay đấy, rất là nặng luôn. Bây giờ vỡ hết ra như này rồi. Đến bây giờ là nó giờ khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ để chế biến cái kẹo mút khổng lồ như này, nhưng mà vỡ rồi thôi. Buồn lắm nhưng mà thôi, đằng nào cũng thế rồi, nên là bây giờ tôi sẽ ăn thử miếng xem là ngon hay không. Đấy, kẹo mút to như này này. Bình thường là hồi còn bé ấy, hồi tôi mà thích ăn kẹo mút ấy, là tôi liếm, tôi cho vào mồm tôi mút. Mút khi nào mà nó hết thì thôi, chứ tôi không nhai, bởi tiết kiệm mà. Nhưng mà cái kẹo mút nó to như thế này thì mình không biết là mút làm sao được. Mút chắc là một năm thật, nó ngớ là mấy năm không hết được, nó tự nó chảy ra ấy. Nên là thôi bây giờ là cắn nhá. Răng tôi khỏe, tôi cắn ngày xưa trẻ con răng yếu không cắn được, phải mút. Nên là bây giờ tôi sẽ thử cắn miếng xem là có ngon hay không. Thật sự nó rất là dính các bạn, cầm rất là nặng này các bạn nhỉ, nặng vãi chưởng luôn. Đấy, nó phải rơi khoảng tầm mấy kg ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ cắn miếng. Không biết là cắn được không này, nhưng mà cứ cắn miếng ăn xem ngon hay không. Nhiều quá không nhai rồi. Nó cũng à. Nó vừa ngọt vừa đắng vừa chua. Bởi vì nó tổng hợp hơn 500 viên kẹo mút pha quyện lại với nhau. Và nó ra một cái màu sắc đen xì như là phân trâu. Là không, kẹo đắng, nhìn giống kẹo đắng quá chưa. Mà ăn đắng thật, không ngon tí nào các bạn. Nhìn khổ sở quá đi, gãy mẹ răng. Ngon không? Đắng lắm mày ạ. Thì chú nuốt hết đi.
Anh vừa nước của anh rồi, chỉ có cố chút nước đi. Cứng quá. Ừ, thì tất nhiên là cứng rồi, kéo mút mà. Cả cái mạng to như này, các bạn nhìn này. Tháo vừa ăn này. Không ăn gì ăn kẹo đắng được các bạn. Ok, chúng tôi lại tiếp tục cái công đoạn mà đun nấu để thực hiện thành công cái trò này. Tức nghĩa là phải cố gắng làm sao để có thể chế tạo được cái kẹo mút khổng lồ thành công, cũng như là cầm được nó lên trên tay thì khi đó nó mới thành công, chứ mà không cầm được lên trên tay coi như thất bại. Nên là dù như thế nào chăng nữa thì tôi sẽ phải cố gắng từ giờ đến đêm. Ok, sau hơn 2 tiếng cố gắng thì là tôi đã hoàn thành được chiếc kẹo mút thứ hai, chiếc kẹo mút khổng lồ, và bây giờ tôi sẽ cố gắng tách nó ra khỏi cái mâm, hy vọng là nó không vỡ như cái lần đầu tiên đấy. Chờ đợi cũng như là chế biến từ nãy giờ thì tôi đã tắm và thay quần áo rồi. Bây giờ thì là sẽ cố gắng thật là nhẹ nhàng hết sức. Và tôi hy vọng sẽ thành công, ok. Bây giờ là bắt đầu là phải nhẹ nhàng. Rồi, mặt nghe tiếng đấy. Vỡ nó xuống. Vỡ hết rồi. Mạnh tay hơn. Mạnh tay hơn. Mạnh tay hơn. Phải hết sức mạnh tay. Không thể nhẹ nhàng với nó được. Nó chỉ vỡ một tí các bạn ơi. Thành công rồi. Chắc chắn là quả này thành công. Cứ từ đã. Chiếc kẹo mút. Thành công rồi anh em ơi. Anh em ơi, thành công rồi, bây giờ tôi cầm trên tay thành công rồi. Tôi cầm trên tay. Cầm trên tay mà nó không vỡ là thành công. Yeah. Oh yeah. Đây là chiếc kẹo mút lớn nhất thế giới. Lớn nhất thế giới theo tôi được biết là như thế. Không biết là trên thế giới là có cái kẹo mút nào to hơn như thế này không. Nhưng mà nếu mà có thì là tôi xếp thứ nhì. Nhưng mà hiện tại thì là tôi chưa biết. Ok, hiện tại tôi chưa nhìn thấy cái nào to hơn cái này. Còn các bạn nhìn thấy rồi thì là tôi đứng thứ hai, nhưng mà tôi chưa nhìn thấy. Và tôi đang đứng thứ nhất. Ok. Chiếc kẹo mút to nhất thế giới được NTN chế tạo thành công. Ấy. Mặc dù là nó hơi đen, nhìn nó thật sự luôn. Cái này thì là tôi thử cắn một miếng xem là có ngon hơn không. Bởi vì là cái lần đầu cắn nó rất là đắng. Nếu mà lần này cắn nó mà đắng thì là biệt danh của nó là kẹo đắng chứ không phải kẹo mút nữa. Đấy, cái này to tổ cụ này thì mút làm sao. Đùa vậy, đắng quá. Đắng kinh khủng luôn. Công thức rất đắng. Rồi, cầm giọng đi. Cầm kiểu kia nó hơi khó cầm anh em. Nặng vãi trưởng luôn. Nó đắng vãi cả trưởng luôn đấy, thật sự rất là đắng luôn. Kẹo đắng. Không phải là kẹo hút nữa rồi. Kẹo đắng ok anh em. Đây là viên kẹo đắng to nhất thế giới. Ôi, đắng hết ở đây. Thẩm nặng quá. Đấy nha, cho anh em chiều nữa này. Đó, to chưa? Ok, cầm đây được rồi, được rồi. Thật sự là nó vẫn còn trụ được các bạn này. Giờ nó chắc luôn. Đó, chỉ kẹo mút này. Nói chung là không có gì cả thì hy vọng tất cả các bạn xem clip này sẽ ủng hộ tôi nhiều nữa. Và có lẽ là không còn gì để nói nữa. Bây giờ là chắc là cầm chiếc kẹo mút này ra kia vứt. Ok, và không còn gì để nói nữa, có lẽ là tôi sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh tôi nha. Bye bye anh em.